Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay không khí lạnh đã suy yếu nên xu thế tăng nhiệt sẽ diễn ra ở các tỉnh thành miền Bắc bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Khối không khí lạnh đang suy yếu nên trong hôm nay và ngày mai, trạng thái thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ phổ biến là ít mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Lúc này trời còn nhiều mây, nhiệt độ đang dao động trong khoảng từ 18 đến 20 độ C, vùng núi có nơi vẫn dưới 17 độ C. Ban ngày trời có nắng nên nhiệt độ trưa chiều nay sẽ tăng lên nhanh chóng. Tại các tỉnh thuộc phía đông của dãy Hoàng Liên Sơn bao gồm cả thủ đô Hà Nội, dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ C. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc bao gồm các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc của Sơn La tăng cao trên 30 độ, có nơi xấp xỉ 32 đến 33 độ C nên trời nắng và hơi nóng. Dự kiến là nhiệt độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ còn tiếp tục tăng thêm từ 2 đến 3 độ trong ngày mai 13 tháng 3, trước khi có sự tác động trở lại của khối không khí lạnh từ phía Bắc. Cụ thể, nhiệt độ cao nhất ngày 13 sẽ phổ biến từ 27 đến 30 độ C ở Đông Bắc và từ 31 đến 34 độ C ở phía Tây. Xu thế tăng nhiệt cũng diễn ra tại miền Trung trong ngày hôm nay, cụ thể dọc các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Sáng sớm nay có sương mù rải rác tại các vùng tiếp giáp với biển. Trưa chiều thì trời hửng nắng với nhiệt độ tăng lên và dao động từ 27 đến 30 độ C. Vùng núi phía Tây của khu vực sẽ tăng cao trên 31 độ C, thời tiết bắt đầu nóng lên. Các tỉnh thành còn lại từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời có mây thay đổi, mát mẻ về đêm và sáng sớm, cùng trưa chiều có nắng và nhiệt độ tăng lên, dao động trong khoảng từ 30 cho tới 33 độ C. Sang đến ngày 13 tháng 3, vùng áp thấp sẽ ảnh hưởng trở lại, nhiệt độ còn tăng nhanh hơn trên khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở miền Trung sẽ là từ 31 cho tới 34 độ, trong đó thì có nơi nắng nóng cục bộ 35 đến 36 độ C trong ngày 13. Ngày hôm nay ở cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều sẽ trở lại trạng thái có mây thay đổi và không mưa, nắng lại xuất hiện từ sớm kéo dài đến chiều muộn, nên mức nhiệt độ trưa chiều tăng cao. Tại khu vực Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông đều ở khoảng từ 33 cho tới 36 độ C, còn tại cả hai miền Đông và miền Tây của Nam Bộ cũng đều dao động từ 34 cho tới 36 độ C, trời nắng và nóng. Cùng với thời tiết nắng nóng là độ ẩm trưa chiều xuống mức thấp, do đó trời rất hanh khô nên bà con nơi đây luôn đề cao cảnh giác với nguy cơ cháy nổ, cháy rừng. Bên cạnh đó, tình trạng xâm nhập mặn vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu suy giảm tại các tỉnh thuộc vùng gần biển. Người dân địa phương cần có kế hoạch sản xuất phù hợp. Ban ngày nóng là thế nhưng đến tối và đêm do điều kiện địa hình nên tại vùng cao nguyên trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất giảm xuống chỉ dao động từ 19 đến 22 độ C. Trong khi đó các tỉnh thành thuộc Nam Bộ cũng trở nên mát mẻ hơn trong khoảng thời gian này với nhiệt độ từ 24 cho tới 26 độ C. Đến với thời tiết biển, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc từ ngày mai ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng Đông Nam cấp 4, tầm nhìn xa thông thoáng 10 km. Còn ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, phổ biến có mưa vài nơi, với gió thịnh hành hướng Đông đến Đông Bắc, cường độ cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh chi phối các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu và lệch đông, đồng thời hình thành dãy áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây. Vì vậy, về sáng sớm trời nhiều mây với nhiệt độ thấp nhất dao động xung quanh ngưỡng từ 18 đến 21 độ C. Riêng một số nơi thuộc vùng núi cao như là Lào Cai, Yên Bái thì nhiệt độ có thể thấp hơn khoảng 1 độ. Sau đó vào ban ngày thì trời phổ biến có nắng với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng từ 25 đến 28 độ C. Riêng một số nơi thuộc vùng núi thuộc Tây Bắc Bộ như là Lai Châu, Điện Biên, số giờ nắng cao hơn nên nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng 30 đến 31 độ C. Lui xuống các tỉnh Trung Bộ, trong ngày hôm nay thời tiết phổ biến tạnh giáo, ít mưa. Vào ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế phổ biến ở mức từ 28 đến 31 độ C. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây như là Con Cuông hay Quỳnh Lưu thuộc Nghệ An, nhiệt độ có thể tăng cao hơn từ 1 đến 2 độ C. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức từ 30 đến 33 độ C. Riêng một số nơi thuộc phía Bắc như là Quảng Nam hay Quảng Ngãi, nhiệt độ có thể đạt ngưỡng 34 đến 35 độ C. Đối với khu vực Nam Bộ, thời tiết phổ biến không mưa vào có nắng vào ban ngày. Nắng nóng vẫn xảy ra tập trung nhiều ở các tỉnh Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất đạt từ 33 đến 36 độ C. Riêng một số nơi như là Tây Ninh, Bình Dương, nhiệt độ có thể xấp xỉ ngưỡng 37 độ.
Còn đối với khu vực Tây Nguyên, nắng nóng ở khu vực này xảy ra ở diện hẹp hơn và tập trung nhiều hơn ở các tỉnh phía Bắc như là Kon Tum, Gia Lai với nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng 35 đến 36 độ C. Tình trạng khô hạn tại khu vực này vẫn tiếp tục kéo dài nên có biện pháp điều tiết sử dụng nước hợp lý để tránh giảm năng suất cây trồng. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội, thời tiết nói chung ít biến đổi, trời phổ biến không mưa và trưa chiều có nắng. Nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ hơn so với ngày hôm qua, với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức là 27 đến 28 độ C. Thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, quý vị nên hạn chế đến những nơi đông người để giảm khả năng tiếp xúc với virus gây bệnh. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng. Đồng thời nên bổ sung trong bữa ăn hàng ngày các chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe. Tại thành phố Việt Trì trong ngày hôm nay, thời tiết nói chung cũng không quá khác biệt so với thủ đô Hà Nội. Trời tiếp tục tạnh ráo, ít mưa, nhiệt độ cao nhất ngày có thể tăng lên ngưỡng là 28 độ C. Thời tiết ấm áp còn kéo dài trong hôm nay và ngày mai, sau đó nhiệt độ sẽ giảm do tác động của không khí lạnh. Quý vị nên lưu ý bảo vệ sức khỏe để tránh bị ảnh hưởng do điều kiện thời tiết thay đổi. Trong ngày hôm nay, thời tiết thành phố Đà Nẵng tiếp tục nắng ráo, không mưa, nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng 32 đến 33 độ C. Thời tiết nói chung khá thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Tuy nhiên, do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên quý vị hạn chế đến những nơi đông người, che mũi và miệng khi ho, thường xuyên súc họng bằng nước sát khuẩn miệng, tránh tiếp xúc với bất kỳ ai có dấu hiệu hay triệu chứng cảm lạnh hoặc triệu chứng như cúm. Bên cạnh đó thì quý vị cũng nên bổ sung đủ chất dinh dưỡng và nấu chín thức ăn trong bữa ăn hàng ngày. Với thành phố Đà Lạt trong ngày hôm nay, thời tiết nói chung ít biến đổi. Trời phổ biến tạnh ráo, không mưa và ban ngày trời có nắng vừa phải với nhiệt độ ban trưa ở mức là 25 đến 26 độ. Thời tiết không mưa còn tiếp tục kéo dài nhiều ngày nên quý vị cần phải có biện pháp tiết kiệm điện nước để tránh tình trạng quá tải vào giờ cao điểm. Với thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay, trời vẫn tiếp tục có nắng nhiều, khá nóng bức vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng 35 đến 36 độ C. Độ ẩm ban trưa giảm thấp chỉ từ 50 đến 60% nên sẽ càng tăng thêm cảm giác khô nóng. Khi lưu thông vào thời điểm ban trưa từ 11 giờ đến 3 giờ chiều thì quý vị nên mang theo các vật dụng tránh nắng như là kính râm, khẩu trang, đồng thời bôi kem chống nắng có chỉ số SPF phù hợp để tránh tác động có hại của tia cực tím. Thành phố Cần Thơ trong ngày hôm nay trời cũng khá nóng bức với nhiệt độ ban trưa xấp xỉ ở ngưỡng nắng nóng 35 độ C. Với kiểu thời tiết như thế này thì quý vị nên bổ sung thêm nước hay là các loại hoa quả tươi để tránh tình trạng thiếu nước và mệt mỏi. Về đêm nhiệt độ sẽ giảm dần xuống khoảng ở ngưỡng 25 đến 26 độ.